không đâu bằng quê hương mình con à. Ngân hàng Sena là lẽ sống của ba, là máu thịt của ba. Ba không muốn mất nó. Mời vào ạ à. à, Chào anh Chào cô Mời anh ngồi uhm, Anh... anh cười gì ạ? Tôi cười vì đóng hồ sơ này Ủa... hồ sơ có gì đâu mà cười vì thời đại này rồi mà ở đây vẫn còn dùng loại hồ sơ giấy tờ này hay sao <laughs> tại sao vậy thực ra thì em cũng đã có lưu trong máy nhưng mà em nghĩ là anh cần xem chứng từ gốc nên em đã soạn ra anh muốn em trình bày vấn đề gì trước à vậy theo cô thì tôi cần phải biết thông tin gì đầu tiên <laughs> ờ à, theo em thì anh cần xem những khoản nợ xấu chưa biết trước ạ à. ừ. nghe đâu là tuần sau sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông đó chị nhiều người kêu bán cổ phần nhiều lắm họ bán chịu lỗ để thu lại được đồng nào hay đồng đó vậy vợ chồng em có định bán không em nghe anh việt nói để chờ coi sao đã Tại vì anh Việt cũng nằm trong hội đồng quản trị mà Hồi lúc trước Ba còn là chủ tịch Thì anh không có tham gia Nhưng mà giờ Ba mất rồi Anh Việt phải ráng giữ Có cần phải cố giữ không em? Chắc là Không giữ được quá ba tháng đâu chị Trước sau gì thì Cũng phải tuyên bố phá sản thôi Vậy thì Vợ chồng em định mua số cổ phần còn lại mà ba để dành cho anh chị để làm gì ờ ha em cũng đâu có biết nhưng mà em nghĩ chắc là anh việt anh làm như vậy để cho anh chị không phải chịu nhiều thiệt thòi thôi sao anh có vẻ dẻ... coi một cách cho có lệ có đúng không thật ra đó thì bữa nay tôi đến gặp cô không phải để kiểm tra giấy tờ tài liệu vậy anh tới đây vì mục đích gì à. tôi muốn cô có thể nói cho tôi biết một sự kiện quan trọng được không? Sự kiện quan trọng. Anh muốn nói đến sự kiện nào? Ừ, sự kiện là hôm ba tôi bị tai biến, sau đó bị hôn mê. À, anh hỏi hơi bất ngờ. À, Thật ra thì hôm đó không có mặt tôi. Vậy thì có ai, ừ, ai là người chứng kiến đầu đuôi mọi chuyện, ai là người làm cho ba tôi đau đớn và quốc ức mà chết? Hôm đó có rất là nhiều người, nhưng mà người chứng kiến từ đầu tới cuối chỉ có thư ký là cô ngọc của ông trần hùng thôi ngọc à sang phòng anh ngay cậu sang phòng tôi ngay bây giờ Anh Sao hôm nay anh căng thẳng dữ vậy? Đừng em Đi qua bên kia ngồi đi Việc đó tới bây giờ rồi Anh đang có chuyện quan trọng Kệ nó Đi đi Lại là chuyện của cha Hồi Lê nữa chứ gì Em cứ tưởng trà lo xong hết rồi chứ đang làm việc bên phòng kiểm soát đội bộ. Mà chuyện đó thì cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng mà anh lo ngại bước tiếp theo. Vậy bước tiếp theo là gì hả anh? Vô đi. Chào anh. Có cả người đẹp ở đây nữa ta. Tôi muốn triển khai với cậu về bước tiếp theo của kế hoạch. À, cậu thấy hoài lê nó ra chưa? Dạ, em chưa có thấy. Nhưng mà hình như cửa phòng kiểm soát vẫn đóng cửa. Vậy thì cậu xuống, coi hoài lê có làm gì kiểm tra không. <laughs> Ủa, anh gì anh làm gì ở đây giờ à, tôi uh tôi định ghé ngang qua đây để hỏi anh hai có về không tôi đi về vậy sao cảm ơn việt tôi tự đi được rồi không sao cô trà cô ổn chứ dạ yeah. à cô trà gì vậy anh có chuyện gì à anh ba muốn hỏi coi kết quả làm việc giữa cô và anh hoài lê như thế nào ờ à, anh anh lên nói lại với chú ba là có gì tôi sẽ báo cáo vào đầu về chiều bây giờ tôi hơi mệt tôi muốn nghỉ ngơi một chút ơ à, nè cô ra Sao anh không hỏi em rể của anh á? Anh gì biết nhiều hơn tất cả mọi người. Biết nhiều hơn mọi người á. Làm gì mà ngồi như tượng đá vậy anh? Mọi chuyện bắt đầu lộ ra những đầu mối. Cho anh ly cà phê đá. Dạ. theo anh. Cô Trà không phải là người xấu, giống như anh em mình đánh giá. Cô còn đang phân dân nhiều chuyện. À, mà em có biết rõ gì lý lịch của cô Trà không? Dạ có chứ, cô chúc định. Tốt nghiệp loại ưu của trường đại học ngân hàng. Năm nay 28 tuổi, chưa có chồng. Nhưng lại có một gã đàn ông không xứng tầm đang muốn cưới cậu làm vợ. Tôi muốn biết về thông tin khác. Gia đình của cô ta. Quê anh Dũng Tàu. Là chị của hai đứa em. Một gái, một trai. Cha thì bị ở tù. Vì bị dính líu tới một vụ án lớn ở tỉnh. ai là người làm cho ba tôi chết trong quốc ức và đau đớn ba phần trăm số cổ phần của ba tôi là bán lại cho ai số tiền bán cổ phần đã rót vào đâu tôi muốn biết tất cả mọi chuyện cô hãy giúp tôi biết được sự thật đúng, đúng, đúng. Làm gì không bắt máy, kỳ ghê Có khi nào con Trà nó đi ăn với Hoài Lê không? Dám lắm à Đẹp trai, hào hoa vậy mà con gái dễ chết lắm ừ, Không có đâu Hồi sáng khi anh Hoài Lê bước ra khỏi phòng của cô Trà Cô còn quay vô phòng kêu là mệt Cô muốn ở một mình nữa mà Cha này bị khùng Hẹn điểm đến thôi Ngu gì đi cùng Việt à, gọi điện hỏi Hoài Lê coi, có phải đang đi nhậu không? Dạ. Chuyện cha Việt muốn mua lại 30% cổ phần của ông già, chắc là có đó. Nhưng mà tiền bán cổ phần đó đâu, thì em cũng không biết. Mà cha Việt chỉ là con tốt, con trần hùng mà thôi. việc gọi. Alo, tôi nghe. Anh Quỳ Lê hả? À, anh đang ở đâu vậy anh? À, tôi đang đi uống cà phê. Vậy hả? À, anh cho hỏi thăm có cô Trà đó không? Cô Trà? Tại sao cậu nghĩ là tôi đi uống cà phê với cô Trà? À, à, à tại vì hồi sáng em nghe cô Trà nói là cô đi uống cà phê. À, em hỏi anh đại vậy mà. Thôi chào anh nha. Tại thật. Anh có phải hồi nghị, anh đang lôi kéo cô Trà về phải không? Vậy thì quá tuyệt. Theo em á, lẽ ra anh phải nói là trà đang ngồi ở đây uống cà phê với anh. Đó là cơ hội mình tung quả mù mà. Làm gì tắt điện thoại từ sáng tới giờ? <laughs> em đi đâu từ trưa tới giờ vậy có chuyện gì vậy hả tại sao từ sáng tới giờ tắt máy có phải đi uống bia với ông hoài lê không em đang mệt anh để cho em yên được không có chuyện gì tại sao lại mệt em mệt tại em mệt được chưa anh đi về đi sao bữa nay ba về sớm vậy ba ăn cơm chưa để mẹ dọn cơm cho ba ăn nha anh tưởng em còn ở bên nhà chị vĩ dạ chứ đâu có em về từ trưa rồi em phải về tranh thủ nấu nướng để bé An đi học về có cơm ăn nữa chứ <laughs> à hồi trưa anh hai có về ăn cơm không em ừ, dạ không Hồi trưa anh có điện thoại nói với em là đi ăn với khách nào của ngân hàng đó mà Mà bọn anh không có đi chung với ảnh hả? Ờ, à, không Ủa? Anh đi đâu nữa vậy? Anh đi có một số công chuyện Anh nghĩ là Hoài Lê nó sẽ bán cổ phần sớm cho việc đó. Ừ. Như vậy là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Anh có nghĩ là mình làm như vậy là ép người quá không? Sao anh không để yên nguyên như vậy? Rồi việc ai nấy làm? Mà hơn nữa thằng Hoài Lê nó có ở đây đâu mà anh phải lo. thằng alo có chuyện gì không chắc chắn hồi trưa anh hoài lê đi ăn cơm với con bé trà anh à anh xác nhận lại chỗ thằng cường coi chuyện gì vậy anh biết ngay mà thằng hoài lê nó không đơn giản như mình nghĩ đâu trưa hôm nay nó đi ăn cơm với con trà anh à, mà anh thấy con bé trà nó thế nào? Đó có đáng tin cậy không? Thật ra thì ngoài lấy nó muốn cái gì vậy? Nó muốn tìm hiểu mọi chuyện. Mà thật ra cũng không hiểu nó đang muốn cái gì. Vậy mới lo. Nhưng mà anh lo cái gì? Ờ, à, thì, thì... Thì nói chung đó là không nên cho nó biết mọi chuyện của ngân hàng Mình có làm cái gì mờ án đâu mà lo Em đang đóng kịch với anh đó hả Vậy cho ông già chết Do ai hả anh nghe lời em đi bán hết số cổ phần còn lại cho vợ chồng hoài hương đằng nào thì hoài hương cũng là em gái anh là con gái của ba thay vì anh bán rẻ cho người ta thì anh bán lại cho vợ chồng nó anh nghe em nói không ừ để anh suy nghĩ kỹ mọi chuyện rồi mới quyết định nhưng mà em không thể ở đây lâu được anh cố gắng thu xếp tuần sau mình về được không anh ừ. anh sẽ cố gắng em biết là anh buồn vì chuyện này nhưng mà thôi coi như là khép lại một phần đời đằng nào cũng là quá khứ rồi dù sao thì ba cũng đã mất ba mất rồi ba mất mang theo nỗi đau đớn và mất mát anh phải tìm cho ra sự thật anh nói gì vậy sự thật gì tại sao ba bị sốc đến mức độ độc quỷ anh muốn biết rõ điều đó. Dạ. Ba bán tới 70% cổ phần của mình. Trước thời điểm, ba bị tai biến hay là sau khi đó? Thời giá lúc đó là bao nhiêu? Số tiền ba bán, ba chuyển đi đâu? Cô có thể giúp tôi tìm ra sự thật được không? những con số này. Tôi biết chưa phải là sự thật. Tôi không cần những con số vô cảm. Tôi cần biết sự thật. Cô còn quá trẻ. Có thể là cô chưa hiểu hết những điều tôi nói. Nhưng bà cô có thường dạy cô điều đó không? Sự thật luôn giúp con người ta hoàn thiện hơn. Con gái bà phải mạnh mẽ lên một năm nữa con ra trường rồi. Nếu con muốn lên Sài Gòn tìm việc làm, thì con phải tự chứng tỏ được năng lực của mình. Ba, con mới lên Sài Gòn nữa, mà nếu như con làm ở Vũng Tàu á, ba có thể xin cho con làm ở ngân hàng gì công banh được không? <laughs> ở đâu cũng vậy thôi. Ba không muốn dùng sự quen biết của ba để xin việc làm cho con. Ba muốn con gái của ba phải tự đứng trên đôi chân của mình mệt ba quá à. ba này con là con của ba ba đường đường là một giám đốc của sở xây dựng mà con không được nhờ giả gì hết chán ba quá lúc nào bà cũng nói con phải thế này thế kia <laughs> con đi lên lầu đây mẹ ủa con rồi ba nói sao thì mẹ cũng biết tính ba rồi đó con mệt quá Anh à, sao anh nghiêm khắc với con quá mức vậy? Làm con nhỏ khóc rồi kìa. Cha làm quan mà con gái không nhờ giả được gì. Nó cũng buồn chứ. Trà nó là chị hai. Nó phải mạnh mẽ để còn lo cho hai đứa em nhỏ của nó nữa chứ. Làm quan thời này cũng dinh đó. Rồi nhục đó. Như bóng mây chìm nổi. Em đừng có mà quá trông cậy vô anh chi em à sự việc của anh đang rối ren phức tạp vàng thao lẫn lộn anh luôn dạy cho con phải luôn sống trung thực anh cũng cố sống trung thực cứ đường ngay mà đi nhưng mà đường ngay lại lắm trong gai anh sao anh lại nói chuyện đâu đâu vậy anh có làm sao không <laughs> anh nói chuyện xa xôi vậy thôi để em phòng hờ sự đợi cũng chẳng biết được chuyện gì sẽ tới anh cứ nói vu dơ vậy thôi nhưng anh muốn lỡ có chuyện gì hai mẹ con cũng có sự chuẩn bị tinh thần trước Alo, anh nghe đây. Được, anh sẽ tới đó liền. Em tới đó chờ anh trước đi. Bye em. Anh, trễ rồi lên ngủ đi anh. <laughs> Thôi, em đi ngủ trước đi. Anh đi ra ngoài cà phê với Huy một chút. Huy nào? À thì, Huy là giám đốc của Cinebank trước đây đó. Em gặp cậu ta rồi mà. Sao lại hẹn đúng như lúc nửa đêm vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng hả? Ừ. Cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà Huy có những thông tin cần thiết. Ai đó? Anh nè. Khuya rồi anh còn quay lại làm gì Có việc quan trọng anh mới quay lại nè Mở cửa cho anh đi Có gì để ngày mai nói đi Bây giờ em ngủ rồi Trà Ra mở cửa cho anh coi Bữa nay sao em quá đáng vậy? em bị làm sao vậy ông già hẹn em ra đúng quán này luôn đó anh bữa đó em thấy mà ông già có vẻ lạ lắm và rất là khác thường nữa nhưng mà ông già nói gì ông định nói với em một chuyện gì đó nhưng mà có vẻ khó nói em thì ngại không dám ép ông già nói à... thôi bác chỉ muốn nói với con một điều rằng chuyện ba hùng cách chức con con đừng buồn nghe Gặp thời thế, thế thời phải thế thôi con à Dạ, con không có buồn chuyện đó đâu bác Con chỉ muốn biết là bác định nói chuyện gì với con Bác kêu con ra đây là để nói chuyện quan trọng mà Bác định nói chuyện anh Việt phải không bác? À... Thôi, bỏ đi À con à, có chuyện này Bác muốn hỏi thăm con Dạ yeah. Là cái chuyện của cô Phương đó con à, Có cái Có quan hệ gì với Trật Hùng không Vậy thì bà Phương có quan hệ như thế nào với ông trần hùng vậy anh hoàn toàn không biết thật sao không mối quan hệ của họ ra sao trước hết anh có biết bà phương là ai không đã thôi cũng trễ rồi anh mình về thôi mình về đi tính tiền em ơi hẹn anh sáng mai tại vì chuyện này cũng dài dòng lắm mà theo em nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông già là do bà phương sao kỳ vậy mấy ngày hôm nay mình đã mơ toàn thấy chuyện gì đâu không à. Alo, ai đó? Con đây. Hả? Con hả? À, mẹ ngủ dậy à, chưa? Ờ, à, mẹ dậy rồi. Sao rồi? Con học hành sao rồi? Con học hai tháng nữa là kết thúc. Ừ. Con hỏi mẹ là hè này con tính đi Pháp chơi Mẹ, um, mẹ chuyển cho con ít tiền được không? Um, tiền hả? Dạ Ít tiền là bao nhiêu? Thì uh, con xin 5 ngàn thôi à Hả? Cái gì? 5 ngàn hả? Dạ Trời ơi, mới hôm trước mẹ gửi cho con qua bên đó 10 ngàn Rồi bây giờ lại tới 5 ngàn nữa Con à, mẹ đâu phải là cái mấy in tiền đâu Mẹ ơi, mẹ gửi 10 ngàn từ 2 tháng trước mà năm cuối á con phải làm đủ thứ chuyện hết phải nộp đủ thứ tiền sao lần nào xin tiền mẹ cũng hoạch hoẹ đủ thứ vậy mẹ không cho thì thôi ờ à... vậy thôi nha à... alo alo à... con chờ mẹ nói hết đã nè à... alo Ai... còn với cái bực cả mình anh có linh thiêng về phù hộ cho tụi nhỏ nha cô bảy thương ba con nhiều lắm phải không con vậy rồi hả cô bảy xuống nấu đồ ăn sáng cho con nghe cô bảy nấu xong rồi cùng ăn với vợ con nghe con phải ra ngoài gặp bạn trời ơi sao vậy sao cô cứ bỏ vợ con ăn ở nhà một mình miết vậy không có được đâu nghe không dạ yeah. ừ. sao bà lại có thể bỏ rơi cô bạn để đi theo người phụ nữ khác được chứ một người phụ nữ có trái tim như biển Cô Bảy Hả? Có chuyện này Con muốn hỏi cô Bảy được không? À, chuyện gì cô Bảy biết thì cô Bảy nói Còn không biết thì thôi à nghe Dạ <laughs> Cô Bảy Có biết Bà Phương phó giám đốc ngân hàng của ba con không? Cô, cô bảy biết hết nhưng mà cô bảy chấp nhận hết cái gì ba con chọn lựa cũng đúng với lại người ta trẻ hơn người ta giàu có hơn cô bảy cô bảy vậy mà cô bảy vẫn yêu thương chăm sóc ba con sao thì cô cũng miễn là cô ở kế bên ba con là cô bảy thấy vui rồi thôi con đi đi để trễ giờ đi đi con dạ yeah, ừ. thôi con đi đi xin lỗi đường kẹt xe quá <laughs> anh ăn gì à cho tôi một ly cà phê đá một tô bún bò huế ừ em ơi cho một tô bún bò đặc biệt và một ly cà phê đá dạ anh biết không em nghĩ ông già không phải là một mẫu đàn ông lụy tình thực ra vụ của bà phương là một vụ tai nạn Ông già năm nay đã tròn 70 rồi đúng không anh? Ừ. Còn mấy tháng nữa thì tròn 70 Ông già dính vào chuyện tình yêu cách đây 2 năm Lúc đó ông chỉ mới 68 tuổi Bây giờ em mới thật sự hiểu Câu hát của Trịnh Công Sơn Ta cảm ơn tình nhân Đã dìu ta đến một phần <laughs> Theo Quy Thì bà Phương Có tình yêu thật với ông già không? Không bao giờ đó chỉ là một gia diễn mà Ông Trần Hùng Đã giao cho bà Phương đảm nhận thôi Vậy Còn chồng bà Phương là ai Bà có con không Ông Trần Hùng quan hệ với bà Phương Là mối quan hệ gì Bà Phương đã ly dị chồng Khi bà lại chưa bước qua tuổi 35 Nhan sắc thì không mặn mà cho lắm Nhưng được một cái là gợi cảm Có một cô con gái đang học ở Mỹ, xài tiền như nước vậy đó. Trần Hùng vừa là sếp, vừa là tình nhân. Bi kịch là... Đó là ông già mình bị đổ, sau khi bà Phương tấn công. Bà Phương thì lại mê Trần Hùng thật sự. Mê ngu mê muội, Còn Trần Hùng thì lại mê em Ngọc, một thư ký trẻ trung. Con á, đảm bảo với chú là ngày hôm qua Trà không hề đi ăn với ông Hoài Lê Và bảo đảm là Hoài Lê không biết được bất cứ thông tin nào từ Trà đâu Trà đâu phải người dễ bị mua chuộc Cậu hẹn với Trà mấy giờ? Chính xác là khoảng 7 giờ rưỡi, 8 giờ Chắc là Trà đang tới rồi chú Tối hôm qua cậu có tới nhà đó không? Có chứ Từ chỗ chú á với anh Việt á, con tới thẳng nhà trà Mặc dù trà đang ngủ nha Mà phải thức dậy, ra mở cửa cho con vô Truyền đạt lời của chú á. Nó có vui vẻ nhận lời không? Vui như Tết chứ Con nói gì mà Trà không nghe Tụi con định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay nè Và đặc biệt nha, sau khi nhận nhà chung cư Là tổ chức đám hỏi liền luôn á Khi cậu đang nói về vụ quỷ tài liệu đó Thì thái độ nó là sao? Tất nhiên là Sao chịu liền được chú? Con phải phân tích Trà mới hiểu được á Còn ông già của ông Trà, sao rồi? Dạ, ông còn đang ở trong, con cũng không biết nữa. Cậu gọi điện hỏi ông Trà đó tới đâu rồi? Dạ. Ờ, à, anh Lê hả? Em trà đây Ủa, anh đang ở đâu vậy? À, tôi đang ăn sáng Cô đang ăn sáng với tụi này đi Dạ, nhưng mà anh đang ngồi ở đâu cho em địa chỉ đi À, tôi đang ở Nguyễn Trãi Dạ, nhưng mà 30 phút nữa em mới tới được nha anh Anh chờ được không? Được rồi, tôi chờ cô Dạ rồi, chào anh em nghe nè trà hả em tới đâu rồi chú ba chờ em nãy giờ anh gọi em nãy giờ không được em tới liền đi hay là có cần anh tới đón không em em không đi được đâu em nhức đầu lắm vậy nha vậy cậu đi đón đó đi Dạ. Cậu đang ở đâu vậy? Nhanh nhanh đi. Xong rồi.